Mi, giúp tớ với, khẩn cấp. Giúp gì cơ? Giúp tớ đi gặp Toàn. Thế có nghĩa là chỉ vì anh ta quá đẹp trai mà cậu trốn tránh như thế á? Là Toàn. Sao cái tên này giống tên của Dương đến vậy nhỉ? Vì mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều nghĩ tới người bạn cũ của tôi. Vậy người bạn đó quan trọng lắm sao? Đúng vậy. À, chào cô. Chào anh. Cô là bạn của cô Dương à? Cô ấy say quá nên là bất tỉnh luôn rồi. Dạ vâng, xin lỗi anh, chắc là cô ấy làm phiền mọi người nhiều rồi. Thực ra là nãy chủ tịch Toàn ở đây, nhưng mà anh ấy có việc đột xuất thì bảo tôi chăm sóc cô Dương. Dạ vâng, hóa ra là chủ tịch Toàn. Cái gì ạ? Chủ tịch Toàn ấy ạ? Vâng, có vấn đề gì không ạ? À, dạ không có gì ạ. Mày quá đi mất. Lúc nãy mà đến nhỡ may lại gặp Toàn thì chuyện coi như là lộ hết. Này Dương, mình còn may mắn chán đấy. Đi về. Cẩn thận chút. Ôi, nhà mình này, không biết là mình về nhà bằng cách nào. Thần kỳ thật đấy. Ôi, sao nóng thế? Mi, cậu bị sốt rồi này. Cậu sốt thật rồi. Ừ, hình như tớ bị sốt rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay là để hôm nay tớ xin nghỉ việc một hôm nhá? Thôi, không cần đâu. Tớ tự biết lo cho bản thân mình mà. Cậu cứ đi làm đi, để tớ nghỉ thôi. Nhưng... thôi vậy cũng được. Thế thì hôm nay tớ sẽ về sớm với cậu. Không sao đâu, cậu đừng có lo. Nghỉ ngơi đi nhá. Dương này, em mang tài liệu qua cho sếp ký giúp chị nhá. Dạ vâng ạ. Chị ơi, hôm nay chị có thể cho em xin phép về sớm hơn một chút được không ạ? Bạn cùng phòng của em bị ốm ạ. Thôi được rồi, em cứ nghỉ đi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chủ tịch, chắc là anh ấy đi đâu mất rồi. Có chuyện gì thế? Dạ, thư ký Đức, tôi mang tài liệu vào cho chủ tịch ký, nhưng mà hình như chủ tịch không có ở trong này. À, anh ấy có việc gấp nên là đi từ nãy rồi. Cô đưa tài liệu đây, tôi chuyển cho. Dạ vâng, vậy cũng được. Vậy cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu. Tôi xin phép về làm việc tiếp ạ. Sao trong nhà mình lại có giày của con trai nhỉ? Cháu ngồi rồi này, cậu ăn một chút đi nhé. Tôi đã bảo rồi mà, cậu không cần phải đến tận đây đâu. Công việc còn nhiều như thế. Cậu đang bị ốm như vậy mà nhà một mình thì phải làm sao chứ. Tớ đâu thể ngồi im được. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì? Mà này, cậu có nhớ không? Hồi nhỏ ấy, tớ cũng bị ốm như vậy và cậu cũng chăm lo cho tớ. Thực sự là rất cảm động đấy. Chuyện này cũng lâu quá rồi cho nên là tớ không còn nhớ nữa. Không sao, không nhớ thì cũng không sao mà. Cậu ăn thêm đi.
Dương, cậu đi đâu mà về muộn thế? Tại công ty có chút việc nên là tớ ở lại muộn một chút. Còn cậu, cậu sao rồi? Khỏe rồi chứ? Tớ có mua cháo cho cậu đấy, để tớ ra lấy cho cậu ăn nhá. À thôi, không cần đâu, tớ ăn rồi. Mà này, cậu có chuyện gì à? Nhìn tâm trạng cậu có vẻ không tốt. Mi này, cậu có chuyện gì giấu tớ không? Cậu nói thế là sao? Tớ đâu có. Vậy được, tớ hiểu rồi. Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi tắm đây. Sao lại có hai hộp nhỉ? Chắc không có gì đâu. Hôm qua chị hoàn thành đơn xin phép về sớm cho em rồi đấy. Mà bạn em sao rồi? Đỡ ốm chưa? Nếu rồi thì hôm nay quay lại làm việc bình thường nhá. Cậu, hôm qua cậu xin về sớm à? Có phải là cậu đã nhìn thấy gì cho nên cậu mới như thế đúng không? Cậu đã giấu tớ về mối quan hệ với Toàn. Cậu không nói là đi du học để cắt đứt liên lạc. Đấy là điều tớ cảm thấy sợ nhất. Cậu biết không? Là người bạn thân của mình lại giấu giếm về bí mật với mình, thậm chí là phản bội. Cậu nói rõ đi, tớ không trách cậu đâu. Rốt cuộc mối quan hệ của cậu và Toàn là gì? Tớ đã thích Toàn mất rồi. Dương, tớ xin lỗi. Cậu thích ai là quyền của cậu. Tớ không thể cản, tớ không có quyền ngăn cản. Nhưng ở vị trí của tớ, tớ xin lỗi cậu. Thôi đi, bây giờ tớ phải đi làm rồi. Khi nào về chúng ta nói chuyện sau. Mày đang làm gì thế? Mày phải chấm dứt cảm xúc điên rồ này đi. Này, sao từ lúc đến công ty đến giờ em cứ thẫn thờ mãi thế? À, không có gì ạ. Chỉ là em đang gặp chút chuyện thôi. Chuyện gì đấy? Trông em chả ổn tí nào cả. Anh này, anh cho em hỏi một chuyện nhá. Nếu như bắt anh phải chọn giữa tình bạn và tình yêu thì anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ chọn gì? Lại là cái chuyện chọn giữa tình bạn và tình yêu à? Việc này anh gặp nhiều rồi. Nhưng mà để đưa ra sự lựa chọn ấy, khó lắm. Bởi vì là sẽ dễ mất tất cả. Nhưng mà thôi, em cứ nghe theo con tim đi. Bởi vì nếu tình bạn mà đủ lớn ấy, thì sẽ không phải tranh giành trong tình yêu đâu. Anh nói đúng thật. Này, em không định về à? À, em còn chút việc nên là em chưa muốn về ạ. Vậy thôi làm đi nhá, anh về trước. Vâng. Mình không muốn về nhà. Đối diện với My thật là khó khăn.
chủ tịch, anh chưa về sao? Ừ. Còn cô, sao vẫn còn ở đây? Ta làm rồi đấy, không đi về à? À, tôi có chút việc nên là chưa muốn về ạ. Sao lại hờn dỗi như vậy được? Cô không thể ở đây cả đêm được đâu. Đi về đi. Tôi có chút khúc mắc với bạn nên là không muốn về. Tôi biết là không thể ở đây mãi được, nhưng mà anh đang đuổi tôi đi đấy à? Này, thế cô nghĩ tôi là một người ích kỷ với nhân viên của mình như thế à? Thế này đi, hôm nay tôi cũng đang có chuyện cần phải suy nghĩ, vì vậy tôi sẽ ở lại với cô. Ô, thế chủ tịch có chuyện gì thế? Thật ra thì tôi có một người bạn thân, người mà tôi kể với cô rồi đấy. Nhưng mà lạ lắm, cứ mỗi lần mở bên cô ấy tôi đều cảm thấy xa lạ. Nhưng ở bên cạnh cô thì cảm giác lại vô cùng thân thuộc. Vậy nếu như cô ấy nói dối anh thì sao? Sao cô lại hỏi như vậy? À, không có gì, chỉ là tôi nghĩ gì tôi hỏi vậy thôi. Nếu như mà cô ấy làm vậy thì chắc chắn phải có lý do riêng rồi. Chả sao cả đâu, tôi sẽ luôn hiểu và thông cảm cho cô ấy thôi. Còn cô, đã buồn chuyện gì vậy? À, tôi chỉ là không muốn về nhà thôi. Thôi được rồi, có buồn ấy cũng phải đi về thôi. Làm sao mà ở đây mãi được. Đi, tôi đưa cô về. Đây là chỗ mà cô ở sao? À, không, tôi có chút khúc mắc với bạn cùng phòng nên là hôm nay tôi sang nhà người bạn khác để ngủ. À, ra là vậy. Vậy tôi về đây. Rất cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Alo Dương à? Ừ, tớ muốn gặp cậu, có được không? Đương nhiên rồi, tớ sẽ đến ngay. Dương này, cậu có chuyện gì khó nói sao? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì thế? Cậu thích tớ chỉ vì tớ là Ngọc Dương, là mối tình đầu ở bên cạnh cậu à? Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu cứ trả lời câu hỏi của tớ đi đã. Tớ nghĩ là như vậy. Tại sao lại như thế cơ chứ? Bao nhiêu năm qua, trong đầu cậu vẫn chỉ lưu lại được từng đấy hình ảnh thôi. Đấy không phải là tình yêu đâu, mà đấy chỉ là cảm mến nhau thôi. Cậu nói gì vậy Dương? Tớ muốn làm người yêu của cậu, nhưng mà có thể nào không phải là trên danh nghĩa bạn bè thời thơ ấu hay là mối tình đầu gì đó, có được không? Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết mình nên làm cái gì hay là phải nói làm sao cả. Nhưng mà tớ cảm thấy là đây không phải là mối quan hệ mà suốt bao nhiêu năm qua tớ đi tìm. Tớ xin lỗi cậu. Cậu tồi thật đấy. Từ bây giờ tớ sẽ chấm dứt với cậu, cho nên đừng đi theo tớ nữa. Đấy có phải là Dương không? Mọi chuyện đang bị làm sao vậy chứ? Ây, đây là ví của Dương à?
đây chẳng phải là ảnh hồi bé của mình và Ngọc Dương sao? Ngọc Dương? Không thể nào. Hình như là ở ngoài kia có người thì phải. Cậu Hâm à, làm gì có ai đâu. Đừng có trêu tớ như thế. Bóng người đó cứ như là Dương vậy. Ôi chết, chẳng lẽ vì mình nghĩ đến cô ấy nhiều quá mà sinh ra ảo tưởng sao? Cậu ăn nốt miếng đi rồi nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe nhá. Chuyện này là sao chứ? Ngọc Dương và Ngọc Dương. Đúng rồi, Ngọc Dương thực sự mà mình từng quen biết. Mình biết cô ấy ở đâu rồi. Mình nhất định không thể bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nào nữa được. Tôi ra đây, có việc gì mà gấp thế? Toàn, anh sao thế? Sao cô lại giấu tớ? Là sao cơ? Cậu chính là Ngọc Dương, người đã ở bên tớ, truyền động lực, truyền sức mạnh trong cả một khoảng thời gian thơ ấu của tớ. Vậy mà tại sao cậu lại giấu tớ chứ? Thật sự là tớ rất muốn gặp cậu. Cậu biết chuyện rồi sao? Chuyện tớ nhờ My đi gặp cậu. Tớ đã biết cả rồi. Nhưng mà tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Tớ xin lỗi. Vì ngoại hình xấu xí của tớ, tớ không dám đối diện với cậu, nên để mọi chuyện thành ra thế này. Cậu ngốc quá. Cậu luôn là Ngọc Dương, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng với tớ cơ mà. Vì vậy từ nay về sau đừng trốn tớ thêm một lần nào nữa nhé. Cậu làm người yêu tớ nhé. Tớ đồng ý. Dương, cậu về rồi à? Ừ. Tớ về lấy ít đồ. Tớ xin lỗi. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu. Người sai là tớ. Đáng ra tớ không nên để cậu đi. Tớ mới là người có lỗi. Không. Đáng lẽ tớ không nên có tình cảm với người đấy. Tất cả là tại tớ. Tớ không muốn mất cậu đâu. Tớ cũng vậy. Cậu tha lỗi cho tớ nhá. Tớ chưa bao giờ thấy cậu có lỗi. Cũng chưa bao giờ giận cậu cả. Vậy là hai người đã chính thức quen nhau à? Cậu giận tớ à? Không. Cậu nói cái gì đấy? Cậu nghĩ tớ là kiểu người như thế đấy à? Mà chả qua ấy là tớ say nắng nhất thời thôi. Chứ đàn ông trên đời này thiếu gì đâu. Việc gì mà phải lụy. Tớ chỉ sợ là phải xa cậu thôi. Tớ cũng vậy. Mà này, cậu có muốn thay đổi không? Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng mà thay đổi gì? Thay đổi như thế nào đây? Thì từ cách ăn mặc này cho đến tóc tai, rồi cả make up nữa. Bây giờ bạn tớ đã có người yêu rồi còn gì nữa. Coi như là món quà đặc biệt tớ dành cho cậu. Đi. Chờ em đợi em cũng đã lâu rồi.
rồi mà sao anh chưa thấy em? Hỡi người ơi đang ở đâu? Em ơi đang ở đâu? Thang lên hỏi. Xin lỗi, em đến muộn rồi. Không đâu. Nhưng mà hôm nay em thật sự rất xinh đẹp. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của em với anh mà. Em làm sao mà ăn mặc lụng thuộm được. Mà anh nói anh sẽ thích em dù em có là ai đi chăng nữa. Vậy hôm nay nhìn em thế này anh có thích không? Không những thích mà là yêu, là say đắm. Tuyệt thật, Ngọc Dương xấu xí ngày xưa bây giờ lại có thể hoàn thiện đến thế này. Vừa có một anh người yêu tốt và cả một cô bạn thân xịn nhất có đất. Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng vậy. Trời anh lỡ thương em rồi, giờ anh sẽ